Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng vừa chia sẻ là năm nay thì thời tiết vô cùng thất thường, và bản thân thì MC Hồng Quyên cũng đã nói với quý vị đó là nhiều người mắc bệnh mùa đông trong mùa hè. Và đó là một trong những có thể nói là một trong những cái vấn đề mà mọi người cần phải đặc biệt lưu ý để chăm sóc sức khỏe của mình, và đặc biệt một trong những cái điều đó là chăm sóc da, bởi vì da là một cái bộ phận đầu tiên trên cơ thể của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tác động từ thời tiết nắng nóng này, hay là rét buốt, hay là ô nhiễm không khí, thì da của chúng ta đều phải là cái bộ phận hứng chịu đầu tiên. Vậy thì cụ thể là cái tình trạng là chúng ta phải làm thế nào để chăm sóc da khi thời tiết diễn biến thất thường, và năm nay khi mà thời tiết thất thường như vậy, như là tháng 5 thì vẫn còn những đợt không khí lạnh này, xong rồi là vừa hôm trước thì có thể là mát, hôm sau lại nóng ngay, rồi là mưa liên tục, cứ mưa dông như vậy, thì da của chúng ta sẽ có bị những cái tình trạng như thế nào, và cụ thể là những cái tình hình khi mà bệnh nhân thăm khám tại các bệnh viện ra sao. Thì trước khi bàn sâu hơn về vấn đề này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây của chúng tôi. Môi viêm, nẻ, bong chóc, đau rát, đây là những bệnh mà nhiều người dân gặp phải trong mùa đông khi trời rét. Tuy nhiên đã sang hè vài tháng nhưng bệnh nhân này vẫn gặp tình trạng trên, thậm chí bệnh dai dẳng không có dấu hiệu đỡ. Môi em bình thường thì nẻ, nhưng không hiểu sao đến mùa hè thì nó vẫn bong chóc nên em phải nhập viện khám. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân trên vẫn còn nhẹ, bởi tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian qua đã ghi nhận khá nhiều người mắc viêm da cơ địa, căn bệnh đặc trưng của mùa đông. Không chỉ gây khó chịu, mất thẩm mỹ, mà đã có những bệnh nhân bị trở nặng, phải nhập viện điều trị. Bé trai 5 tháng tuổi này là một ví dụ. Mới đầu là bị hai bên má nó đổi nổi rát đỏ ấy, rồi trán, xong nó lan dần ra tay với chân, với bụng, với lưng. Không cho gái là bé lại khóc thét lên, thì gần như là toàn thân đỏ hết, rồi bong vẩy rất là nhiều. Một số các cái trường hợp ví dụ như ở cẳng chân hay là ở mặt thì có nhiều các mụn nước, chảy nước nữa, và bệnh nhân ngứa rất là nhiều. Các bác sĩ cho biết viêm da cơ địa, vẩy nến, viêm nang lông, viêm da dầu là những căn bệnh phổ biến vào mùa đông khi trời rét, hanh khô. Nhưng mùa hè năm nay, bệnh viện lại tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến khám. Theo các bác sĩ, thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng nóng, khi mưa nhiều, thậm chí tháng 5 vẫn còn những đợt khí lạnh là một trong những nguyên nhân của tình trạng này. Nếu mà khám khoảng 30-35 bệnh nhân thì khoảng 3-4 bệnh nhân viêm da cơ địa thôi. Đó là cả viêm da cơ địa và những cái thể khác của viêm da cơ địa ấy. Thì năm nay thì có thể khoảng 30-35 bệnh nhân đấy, thì khoảng 10-15 bệnh nhân là những cái trường hợp mắc cái bệnh viêm da cơ địa. Bác sĩ cho biết, trong số các bệnh nhân đến khám viêm da cơ địa trong thời gian vừa qua, có nhiều trẻ em dưới 2 tuổi. Bên cạnh đó cũng có một tỷ lệ lớn bệnh nhân là người trưởng thành bị á sừng bàn tay, bàn chân. Ngoài ra, nấm da cũng là một mặt bệnh gặp nhiều trong giai đoạn vừa qua. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần dưỡng ẩm đủ cho da, có một chế độ ăn uống khoa học, tránh xa các chất kích thích và nên thăm khám sớm khi thấy những dấu hiệu bất ổn. Vâng, thưa quý vị, quả thực là viêm da cơ địa hay là viêm da môi hay là vân vân và vân vân, tình trạng bong chóc da thì chúng ta đúng là chỉ thường gặp thôi. Các chị em hay là cánh mày râu thì cũng chỉ gặp trong mùa đông, khi mà thời tiết hanh khô hay là chuyển mùa giữa mùa thu và mùa đông. Thế nhưng bây giờ thì khi mà mùa hè, những căn bệnh này lại xuất hiện nhiều hơn, và cái sự dị thường từ thời tiết cũng như là từ chính cái sự thay đổi trong sức khỏe của chúng ta cũng đã cho thấy được là sự khắc nghiệt nó đã như thế nào. Và chính vì vậy mà người dân cũng cần hết sức lưu ý để chúng ta đề phòng. Và các chuyên gia cho biết rằng là vào mùa lạnh, thời tiết thường kèm theo hanh khô, cơ thể tiết ít mồ hôi cũng như các axit hữu cơ là nguyên nhân tăng tỷ lệ mắc các bệnh này. Còn các tình trạng về da bùng phát và trở nặng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà nó còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nữa. Nhiều người bệnh cũng sẽ tìm đủ mọi cách cũng như các phương pháp điều trị chăm sóc. Tuy nhiên, nếu như chăm sóc da không đúng cách thì tình trạng sẽ trở nặng thêm. Thông thường khi mà trời mát mẻ thì mọi người sẽ không cảm thấy khát như là mùa hè. Vì vậy mà họ sẽ uống rất là ít nước nên là không cung cấp đủ nhu cầu nước hàng ngày. Thế nhưng trong mùa hè khi chúng ta cung cấp nước cho cơ thể nếu như không đúng cách thì cũng có thể gây tình trạng mất muối hay là mất nước cho da và cho cả cơ thể. Dễ dẫn đến việc là da sẽ bị nhạy cảm, gây khô quá hay là gây ngứa, khiến cho người bệnh sẽ dễ dàng gãi hay là có những cái trà sát gây tổn thương lên da, làm cho tình trạng viêm da sẽ trở nên nặng nề hơn. Và trong tiểu mục Khỏe hơn đẹp hơn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị những cái cách cũng như là những cái phương pháp để chúng ta có thể luôn luôn bảo vệ da của chúng ta ngay cả khi là tình trạng
thời tiết bây giờ nó cũng đã quá là khắc nghiệt. Và số 1 thì chắc chắn rồi, chúng ta hãy luôn luôn giữ da của chúng ta được sạch và thông thoáng. Bởi vì chỉ cần sạch thôi thì những cái bước chăm sóc da sau đó của chúng ta nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, và da cũng sẽ dễ dàng hấp thụ được những cái chất tốt mà chúng ta có thể apply lên da mặt hoặc là da cơ thể của chúng ta. Và với những cái công thức cũng như là những cái bước tẩy trang hay là làm sạch hay là làm đẹp hàng ngày của các chị em thì chắc chắn rồi, chúng ta luôn nói rằng là phải làm sạch, và với rất là nhiều những cái bước nho nhỏ từ tẩy trang, rồi từ cái việc là chúng ta sẽ ứng dụng cái loại tẩy trang nào phù hợp hay là loại sữa rửa mặt nào phù hợp, thì đây chắc chắn sẽ là một cái kho tàng kiến thức đối với các chị em phụ nữ. Tôi nghĩ hai người mà gọi là da đẹp nhất ở đây là một bên này với một bên này rồi đó, Quyên là loại bỏ trong danh sách này rồi, cho nên là cứ thế là hỏi Thúy với Trang thôi quý vị ạ. Nhưng mà em thấy rằng là đôi khi chúng ta chăm sóc da tốt không bằng là giữ cho da sạch. Bởi vì nếu như chúng da của chúng ta không sạch thì chúng ta có chăm sóc đến cỡ nào da cũng không thể hấp thu được những cái dưỡng chất mà chúng ta bôi lên da của mình. Ví dụ như là bản thân em ấy, thì em thấy rằng thực ra không chỉ là một mình em, đối với những người mà trang điểm nhiều đâu, mà kể cả đối với các chị em phụ nữ, chúng ta ra đường thì chúng ta nên mua kem chống nắng, bởi vì là nó không chỉ là giúp cho chúng ta chống nắng này, chống lão hóa da này, tia UV này, đôi khi chúng nó cũng là một cái phần là nào đó để cho chúng ta có thể giảm đi cái ô nhiễm môi trường tác động lên da. Thế thì khi mà chúng ta bôi cái lớp kem chống nắng đấy rồi, chúng ta đi ra ngoài rồi bụi bẩn, mồ hôi vân vân nó dính vào da của mình, thì về đương nhiên cái việc đầu tiên là mình phải tẩy trang. Mà em thấy có nhiều chị em bây giờ vẫn còn nhầm tưởng ở cái việc là đâu có trang điểm gì đâu mà về phải tẩy trang, đúng không ạ? Đôi khi nhá, chỉ đơn giản là mình không trang điểm gì đâu, nhưng mà mình ra ngoài đường nó bụi quá mà về dùng cái bông tẩy trang lau mặt là bông nó cũng đen xì luôn. Thế đó cũng là một trong những cái bước mà chúng ta cần phải lưu ý. Chẳng hạn như em thì phải tiếp xúc rất là nhiều với mỹ phẩm, thì bao giờ em cũng sẽ có hai loại tẩy trang, dầu tẩy trang làm thế nào để nó dịu nhẹ, nó phù hợp nhất với da mình. Tẩy sạch sau đó thì có thể là trong một tuần thì tẩy da chết 1 đến 2 lần, và rồi đó sau đó thì dùng sữa rửa mặt. Thì khi mà da của chúng ta thông thoáng rồi, sạch rồi, thì chúng ta mới có thể tiếp tục sử dụng những cái bước dưỡng ẩm tiếp theo để làm thế nào để cung cấp được độ ẩm cho da. Và đúng là như là năm nay thì em thấy rằng là ngay ngày hôm qua thôi, môi khô như là mùa đông vậy, nứt nẻ mà thậm chí là có thể chóc thành từng mảng luôn. Và cái việc mà chúng ta cảm thấy là khô và bổ sung nước nhiều hơn so với bình thường vẫn không đủ. Và bình thường thì chúng ta thấy là mùa hè ít khi có cái tình trạng này lắm. Và thường mùa hè thì da nó sẽ rất là ẩm mướt và căng. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà khiến cho các chị em cũng rất là phải lo lắng. Và với em ấy thì đôi khi mà da nó chóc nhiều quá nó còn bị ngứa, rồi là bị mẩn lên vì trời nó quá nóng, nó nóng nhưng nó lại khô, và những cái nốt li ti nó cứ nổi lên. Tuy nhiên thì em cũng cố gắng, bởi vì nó cũng không quá là nghiêm trọng, thì em cũng cố gắng là uống nhiều nước hơn này, sử dụng những cái loại thực phẩm, những cái loại đồ uống làm thế nào để giải nhiệt, rồi là thải độc. Thì đó cũng là một trong những cái phần mà khiến cho chúng ta có thể dễ dàng làm thế nào giảm thiểu được các bệnh lý về da và giữ được sức khỏe trong cái thời tiết nắng nóng rồi là thay đổi thất thường như thế này. Đối với Quyên thì Quyên chỉ chia sẻ được về kinh nghiệm của một người bị viêm da cơ địa. Cái này nó là một cái lỗi bỗng nhiên cơ thể của quý vị, nếu mà không phải là từ nhỏ sinh ra mình bị nha, mà lớn lên bỗng nhiên mình bị đó, thì đó là do một cái lý do nào đó mà nó khiến cho cái hệ thống y học trong cơ thể của mình, Quyên hay gọi như thế, nó bị phân tích lỗi. Và vì vậy cho nên cứ nghiễm nhiên nó chạm tới bất kỳ cái thứ gì khiến cho da mình khô thì da nó sẽ bong ra. Vậy cho nên trong mùa hè năm nay Quyên thấy khá là đặc biệt. Thường thấy mùa hè là Quyên vui lắm, bởi vì là da của mình nó sẽ, mình không phải cầu kỳ về nó nhiều hơn mà vẫn khỏe. Nhưng mà trong năm nay Quyên thấy là da của mình thậm chí nó còn bị bong tróc nhiều hơn so với cả mùa đông. Thì đó là thời điểm mà Quyên bắt đầu thấy là để qua được những cái mùa hanh khô, thì với những người mà bị bệnh như mình thì chúng ta cần phải lưu ý là không cho da của mình tiếp xúc trực tiếp với các chất tẩy rửa. Nó nhạy cảm tới cái mức mà kể cả sữa rửa mặt cũng không thể chạm vào luôn. Cho nên là gội đầu cũng phải gội bằng bao tay, tất tần tật luôn, mình phải đều phải dùng bao tay. Nhưng mà sau đó quý vị phải tập cho da của mình nó được khỏe hơn. Thì Quyên tập bằng cách đó, là mỗi một ngày Quyên phải đi chân đất, ở cho chân của mình chạm dưới mặt đất luôn để nó cân bằng cái chỉ số âm dương. Sau đó thì nếu mà được, quý vị có thể học yoga hoặc là học thiền về mặt sức khỏe. Để thực ra là trong cơ thể của mình nó bị trao đổi chất, nó bị kém. Thì ngoài cái đó ra, nếu quý vị không thích hai cái bộ môn tĩnh này, quý vị có thể lựa chọn là mình tập thể dục thể thao, mà mình phải tập cường độ cao hơn so với những người bình thường, cho tới cái khi mà nó thải được hết một số cái chất độc ra rồi. Rồi mình phải kết hợp thêm như là mình ăn tăng cường rau xanh, uống thêm những loại nước mát như là rau má, hoặc là quý vị phải chăm uống sinh tố lên, thì Quyên thấy là da nó sẽ được cải thiện và nó khắc phục rất là nhiều. Chứ
kể cả là quý vị có bôi kem ẩm bao nhiêu thì nó giống như là cứ tróc da ra xong bôi một lớp ẩm, lại bóc ra rồi bôi một lớp ẩm, thì nó phải là cấp ẩm từ bên trong mới được. Nên đây là một số kinh nghiệm của những người mắc bệnh viêm da cơ địa chỉ cho quý vị. Đúng như chị Kiên nói là chúng ta sẽ phải cân bằng cái việc là ở bên ngoài chúng ta bôi, chúng ta thoa những cái loại kem dưỡng như thế nào, nhưng mà quan trọng hết là từ bên trong của chúng ta thì cái vẻ đẹp hay là cái sự khỏe mạnh của làn da thì nó sẽ được duy trì lâu dài hơn. Và nếu như chúng ta, quý vị khán giả, có thêm những cái khoảng thời gian để chúng ta chăm sóc da hàng ngày thì cũng có thể nghĩ đến những cái loại mặt nạ, hoặc là chúng ta tự chế biến được những cái loại mặt nạ từ tự nhiên, có thể được kể tới rất là nhiều mà các chị em rất là hay sử dụng, như là mặt nạ nha đam này, hay là mặt nạ dưa leo này, rồi mặt nạ sữa chua, mật ong vân vân. Đó là những cái loại mặt nạ mà từ cái nguyên liệu tự nhiên thiên nhiên mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cũng như là chế biến nó để có thể là giúp cho da của chúng ta có thể khỏe mạnh hơn, cũng như là dưỡng để cho chúng ta có được cái sự đàn hồi cho da và cũng làm giảm cái tốc độ lão hóa nữa. Bên cạnh đó thì những cái loại mặt nạ giấy mà các chị em cũng hoàn toàn có thể lựa chọn để cấp ẩm ngay tức thì, sau khi mà một ngày đi ngoài đường nắng nóng rất là nhiều thì cái việc chúng ta cấp ẩm cho da qua mặt nạ giấy nó cũng sẽ làm cho chúng ta thư giãn hơn rất là nhiều và cảm thấy thoải mái hơn nữa. Và nếu như mà nói những cái quy trình dưỡng da thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ kể không hết lớp không? Chà. Về tẩy trang xong là cái quá trình cấp ẩm rồi chăm sóc da 9 lớp. Đó là, thực ra là nó là 9 loại sản phẩm thôi, chứ còn nếu mà nói là cũng từng nhiều bước, nha. Từng Trang ơi, nhiều. Chị nghe xong mà chị chóng mặt luôn á. Chị nghĩ là chị không thể làm em và Thúy được. Chị không thể không, nào em cũng không 9 bước đâu chị, em ít bước lắm. Nó khủng khiếp. Thực ra nó là chia ra làm chỉ có 3 cái khâu chính thôi, vẫn là làm sạch, sau đó là cân bằng da và dưỡng ẩm thế thôi. Nhưng mà với những cái bước đó, nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ kết hợp nhiều loại, còn nếu như không thì chúng ta vẫn phải đảm bảo được 3 cái bước cơ bản đó để có thể là có được một cái nền da thật là tốt. Còn sau đó nếu như quý vị khán giả có sử dụng, nếu như chúng ta đến với những cái địa chỉ spa uy tín thì thậm chí là họ còn dùng 20-30 rất nhiều những cái lớp dưỡng da khác nữa. Nhưng mà Phương thì tin rằng là mỗi một chị em của chúng ta khi mà qua một cái quá trình chúng ta hiểu làn da của mình nhất thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái loại nó sẽ phù hợp nhất với chúng ta. Và những cái bước chăm sóc da như thế nào hay là sử dụng nguyên liệu ra sao thì cũng chỉ có chúng ta mới là người hiểu nhất. Đúng rồi, da bởi vì của là thôi. Mỗi một loại da thì lại có một cái sự phù hợp khác nhau. Vì thế mà vừa rồi thì cũng chỉ là những cái ý kiến để cho quý vị và các bạn có thể tham khảo, và từ đó thì chúng ta có thể rút ngắn đi cái sự thử thách những cái sản phẩm, những cái đồ dùng phù hợp với da của mình, và chỉ có bạn thì mới có thể lắng nghe được cơ thể của mình mà thôi. Và hy vọng rằng là thông qua những thông tin vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng có thêm được những cái phương pháp để chúng ta bảo vệ làn da của mình, tránh mắc các bệnh về da của mùa đông trong mùa hè nắng nóng như thế này.